Bạn đang tra cứu về máy bay cho chuyến du lịch hè và bùm, bạn bị bắn phá bởi một loạt quảng cáo cho kem chống nắng, đồ bơi và khách sạn bên bờ biển giá cả phải chăng. Kỳ diệu hơn, bạn bàn luận với bạn bè về loại kem dưỡng da mới nào đó và ngay lập tức nhận được giảm giá dành riêng cho nó. Ghê quá nhỉ? Hãy tìm hiểu tại sao điều này lại xảy ra và có cách nào để ngăn chặn nó không nhé? Trợ lý kỹ thuật số không phải là người duy nhất lắng nghe bạn đâu. Hãy tưởng tượng, bạn đang ở trong ngôi nhà thoải mái của mình và ra lệnh thiết bị thông minh gọi giúp một số món ăn Trung Quốc, sau đó yêu cầu nó kiểm tra xem còn vé nào cho chương trình biểu diễn của Beyoncé mà bạn rất muốn xem hay không. Và mặc dù thông tin này là chẳng phải là bí mật cá nhân gì hết, nhưng hẳn là bạn vẫn không muốn ai đó ngẫu nhiên nghe lỏm được các yêu cầu kiểu như vậy, phải không nào? Vâng, khả năng cao là họ có nghe đấy. Hóa ra, có một số công ty nào đó đã thuê người để nghe lỏm các cuộc hội thoại mà bạn trao đổi với trợ lý ảo của mình. Tại sao? Chà, bạn có thể nghĩ rằng các mệnh lệnh sẽ được thực hiện bởi phép màu kỹ thuật số, nhưng thực ra chúng vẫn cần xử lý thủ công đấy. Và bởi vì có hàng triệu loa thông minh được tiêu thụ mỗi năm, vậy nên phải có hàng ngàn người trên toàn cầu, ví dụ ở các quốc gia như Hoa Kỳ, Costa Rica và Romania sẽ lắng nghe hết các cuộc hội thoại đó. Họ làm việc theo ca 9 giờ, xử lý khoảng 1.000 clip âm thanh mỗi ngày. Họ phiên âm, chú thích và sau đó đưa các bản ghi âm trở lại vào phần mềm để cải thiện cách thức mà trí tuệ kỹ thuật số hiểu lời nói của con người. Theo giải thích từ chính các công ty sản xuất, họ tuyên bố luôn tôn trọng sự bảo mật và quyền riêng tư của khách hàng và rằng điều này chỉ được thực hiện trong các trường hợp ngẫu nhiên để cải thiện chất lượng sản phẩm. Thêm vào đó, các nhân viên không hề biết được tên hoặc địa chỉ của những người mà họ nghe, chỉ có số seri của thiết bị thôi. Nếu vẫn không thích việc bị ghi âm và sau đó được chọn làm mục tiêu cho các quảng cáo dựa trên những sản phẩm và dịch vụ mà bạn đã tìm, thì có cách này đấy. Bạn có thể hủy kích hoạt chương trình cải tiến phần mềm trong cài đặt quyền riêng tư trên thiết bị của mình. Tuy nhiên, ngay cả khi làm vậy thì bản ghi âm giọng nói cũng có thể bị phân tích khi chúng được kiểm tra. Vì vậy, hãy cẩn thận với những gì bạn hỏi loa thông minh nhé. Một số ứng dụng trên điện thoại biết chính xác bạn đi đâu và khi nào. Bạn có cài ứng dụng nào đó để theo dõi tuyến đường chạy bộ hoặc để tìm vị trí của trạm xăng gần nhất không? Và nếu có, thì bạn đã đọc kỹ tất cả các điều khoản và điều kiện mà nó yêu cầu bạn đồng ý khi cài đặt chưa? Chưa chứ gì. Vậy thì bạn thực sự đang đứng chung hàng ngũ với cả triệu người khác khi cho phép ứng dụng có quyền được theo dõi vị trí của mình và hơn thế nữa, chuyển những thông tin này cho các công ty khác để phân tích xu hướng thị trường đấy. Trên thực tế, nhiều người dùng hiểu rằng có gì đó đi kèm với ứng dụng miễn phí. Và điều này là để bù đắp cho các công ty phát hành. Năm 2018, thời báo New York đã tìm thấy ít nhất 75 công ty chuyên lấy thông tin về vị trí của những người xem dự báo thời tiết hoặc các tin tức mới nhất từ ứng dụng yêu thích của họ. Cơ sở dữ liệu này có thông tin của 200 triệu thiết bị điện tử chỉ riêng ở Mỹ thôi đấy. Họ bán số liệu này cho các công ty mà sau đó tạo ra các quảng cáo nhằm mục tiêu theo vị trí. Nghiên cứu tương tự cho thấy rằng hơn 1.000 ứng dụng phổ biến yêu cầu kích hoạt chức năng định vị và người dùng thường đồng ý làm như vậy mà không hề chú ý đến nó. Các công ty mua thông tin này tuyên bố rằng họ chỉ sử dụng các dữ liệu để phân tích xu hướng chung của hành vi khách hàng. Nhưng điều này vẫn không thực sự thoải mái khi bạn biết là ai đó đang theo dõi từng bước của mình để sau này có thể bán hàng hóa hoặc dịch vụ của họ. Điều tương tự cũng xảy ra khi bạn tải ứng dụng cửa hàng cà phê yêu thích hoặc khách hàng thân thiết trên điện thoại thông minh đấy. Bạn có thể nhận được đồ uống miễn phí hoặc các giảm giá khác nhau cho điều đó, nhưng hãy nhớ rằng đây cũng là một cách lấy dữ liệu từ điện thoại mà bạn tự nguyện cho đi. Vì thế, nếu không muốn bị ai đó theo dõi lộ trình hàng ngày của bạn và tìm hiểu cửa hàng bạn thường ghé vào ở đâu, bạn chữa răng ở chỗ nào thì hãy cẩn thận với những ứng dụng cài đặt và nhớ vô hiệu hóa dịch vụ định vị nhé. Có một số thông tin bạn đã tự nguyện cung cấp mà không nhận ra. Bạn sử dụng Internet cho nhiều mục đích khác nhau và đã cung cấp dữ liệu của mình khá thường xuyên mà không nhận ra là người khác có thể đang tìm kiếm nó đấy. Nó có thể xảy ra tại các trang web hẹn hò, nơi bán thông tin giới tính, tuổi và mã bưu điện của người dùng cho các công ty khác. Khi nhận được phiếu giảm giá online, bạn sẽ tiết kiệm tiền mua sắm, nhưng đồng thời cũng tạo một hồ sơ chi tiết cho ngân hàng dữ liệu của ai đó. Các nhà cung cấp âm nhạc thường cho phép bạn tạo danh sách bài hát và nghe tất cả các bản hit yêu thích trực tuyến. Nhưng đồng thời, họ cũng thu thập dữ liệu cá nhân của bạn và bán nó cho các đại lý quảng cáo đấy. Bất cứ khi nào tham gia một cuộc khảo sát hoặc kiểm tra trực tuyến thú vị. Ví dụ, chúng ta đều thích tìm hiểu mình là ai trong kiếp trước, phải không nào? Và đăng nhập một trong những tài khoản mạng xã hội để thực hiện, thì bạn đã cung cấp quyền truy cập vào danh sách bạn bè cùng thông tin cá nhân của họ nữa đấy. Trên thực tế, các trang web mạng xã hội là một miếng mồi khổng lồ. Họ cung cấp rất nhiều quảng cáo có mục tiêu,
Một số người nghi ngờ rằng họ thực sự đã theo dõi người dùng thông qua microphone và thậm chí cho xem các sản phẩm liên quan trước khi bạn nhập nó vào thanh tìm kiếm nữa. Và khi bạn vẫn đăng nhập vào lướt web, các địa chỉ truy cập sẽ được ghi lại theo mốc thời gian và có thể được nhập vào thông tin cá nhân của bạn trong hồ sơ. Cookies vẫn giúp các công ty phân tích thói quen Internet của bạn đấy. Cách phổ biến nhất để các tập đoàn có thể tìm hiểu và cung cấp dịch vụ của họ cho bạn là sử dụng web cookies. Trên thực tế, có những công ty với mục tiêu chính là xây dựng chân dung người tiêu dùng, bao gồm tuổi tác, giới tính, chế độ ăn uống, chức danh công việc và thu nhập nữa. Nếu mối tình vừa tan vỡ và bạn đang tìm kiếm sự giúp đỡ, hãy chuẩn bị sẵn sàng để nhận hàng tấn quảng cáo tư vấn về tình cảm hoặc những câu chuyện truyền cảm hứng từ những người trong cuộc nhé. Và nó hoạt động như thế trong bất kỳ lĩnh vực và tình huống nào. Các công ty săn tìm dữ liệu sẽ gắn cho bạn một ID thay vì sử dụng tên thật của người dùng. Họ rất sáng tạo với các công cụ sử dụng, nhưng các phương pháp phổ biến nhất là gieo hạt, phác họa dấu vân tay và đồng bộ hóa cookie đấy. Bạn đã biết cách gieo hạt hoạt động rồi. Sử dụng mạng xã hội để có quyền truy cập vào dữ liệu bạn bè của bạn. Phác họa dấu vân tay là cách vẽ một bức tranh vô hình dựa trên các trang web bạn truy cập. Nó cho phép họ phân tích hệ điều hành, phần mềm và thậm chí lịch sử trình duyệt của bạn nữa. Và đồng bộ hóa cookie có nghĩa là chia sẻ thông tin của bạn giữa các trang web được liên kết bằng cookie đấy. Nếu không quan tâm đến việc hành vi tiêu dùng của mình đang được phân tích thì hãy nhớ rằng nó có thể được sử dụng để chống lại bạn đấy, chứ không chỉ quyền riêng tư đâu. Ví dụ, người mua hàng giá trị cao thường được cung cấp các sản phẩm đắt tiền hơn hoặc thậm chí giá cao hơn so với các khách hàng khác trả cho cùng một thứ. Và một số chuyên gia tin rằng việc theo dõi này trên hoạt động web của bạn có thể khiến bạn mất việc cơ. Ví dụ, bạn có thể tìm kiếm một số triệu chứng của một căn bệnh nào đó chỉ vì tò mò. Và nhà tuyển dụng tiềm năng bằng cách nào đó đã phát hiện được điều này và từ chối bạn đấy. Tin vui là bạn có thể bảo vệ dữ liệu của mình nếu thay đổi chính sách cookie cá nhân bằng cách sử dụng VPN, cài đặt các tiện ích mở rộng chống theo dõi đặc biệt hoặc tắt flash trên máy tính của mình. Bạn có biết cách nào khác để bảo vệ dữ liệu của mình không? Hãy cùng nhau giúp Internet trở thành một nơi an toàn hơn bằng cách đề cập chúng trong phần bình luận bên dưới nhé! Đừng quên cho video này một like, chia sẻ nó với bạn bè và nhấp vào đăng ký để luôn đồng hành cùng với Soi Sáng nha!